thằng này mở mồm ra em chỉ cần hai chữ bình an ấy. Thầy già mẹ rồi, thầy giàu thế thầy làm cái gì? Mày sáng mày hỏi Bill Gates ấy. Vớ va vớ vẩn ấy. Cái đầu óc lạ lắm, chỉ giảm chi thế. Các bạn ạ, cho nên là ngoài Bắc này có 5 đồng để dành. Đầu tiên là mua vàng. Mẹ toàn mua 30 xong, à mua 45 xong bán 30 ấy. Thứ nhì là mua cái xe hơi. Lạ lùng thật, mẹ một năm chạy có 2 lần cũng đua. Thứ ba là cái phòng khách. Mẹ trang hoàng lộng lẫy. Cái bộ salon 500 năm không hư. Mẹ mồm thì không có gì ăn. Mua 5 bộ quần áo làm vó ấy thế. Khi nào đi hội nghị ở Mỹ Đình mới mặc. Còn cái phần ăn thì mẹ chỉ ăn khi nào nhà có khách. Còn ngày thường thì mẹ ăn cá kho. Mặc dù nhà rất to. Cô hiệu phó, cô chứng minh xem có đúng không? Thế mà ngồi hoành tráng. Cho nên là người ở phía Nam là chỗ ông Thiệu, ông ấy tiếp cận với thị trường trước, chứ chả có ai hơn ai cả. Cho nên nó vào hội nhập mà cứ chửi người ta ăn ngày hôm nay không biết lo ngày mai. Thôi ông lo, ông đừng có nói đấy. Người ta tiếp cận với chuẩn thế giới tốt hơn. Cho nên khẩu hiệu của người miền Nam nó chỉ có một câu rồi. Mẹ nó cuộc đời rồi cuối cùng cũng ra đi. Mẹ chỉ có dư nợ là ở lại thôi. Mẹ mày bố mày vay xong bố mày ăn xong bố mày trả. Trả xong lại vay xong lại ăn xong lại trả xong lại vay xong lại ăn xong lại trả. Đang nợ chết huề. Chết thôi làm chó.